Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang bước thứ tư, là bước cũng rất là quan trọng. Đây là một lời khuyên chân thành của Đan Trường dành cho các bạn trẻ, là luôn luôn bôi kem chống nắng khi đi ra đường. Vì Đan Trường đã sử dụng kem chống nắng trong suốt hơn 20 năm qua mới có được làn da như vậy, thưa quý vị và các bạn. Vì vậy, khi ra đường, quý vị và các bạn nên bôi kem chống nắng, vì các tia UVB và UVA, kể cả trời không có nắng, cũng sẽ gây tổn hại tới làn da của các bạn. Đây, kem chống nắng tế bào gốc của thương hiệu Yobi 365, với gọi là dưỡng chất giúp chúng ta chống nắng, và có thêm một dưỡng chất đó là trắng da. Với hai hợp chất này á, thì trên thị trường đã cho ra một cái giá rất là cao, từ 700 ngàn cho tới 1 triệu đồng. Nhưng mà với thương hiệu Yobi 365, kem chống nắng tế bào gốc, để khuyến khích các bạn nên sử dụng kem chống nắng, thì thương hiệu đã cho ra một cái giá rất là mềm. Quý vị và các bạn có thể kiểm chứng kem chống nắng tế bào gốc của Yobi 365 bằng cách là dùng máy soi chống tia UV để biết kết quả nhé. Ca sĩ không tuổi Đan Trường đã tin tưởng và chấp nhận phần nào bảo hành cho các chị em. Vậy thì phải mua ngay thôi, không thể chần chừ thêm nữa các chị ạ.